Cúng dường là Ngày ngày vĩnh viễn không thôi Có thể thấy là Phát tâm dài lâu Đồ cúng Đã nêu ra mấy đồ điển hình rồi Dùng hoa Cúng dường Dùng hương cúng dường Dùng đồ ăn, đồ uống, y phục Gấm lụa tràn phan Và tiền tài Bảo vật dân dân để cúng dường Đây là nói đồ vật cúng dường Đồ vật cúng dường nhiều hay ít Sang hay hèn Là tùy theo năng lực của mình Tuyệt đối không gượng ép ở trong đồ cúng hiểu được ý nghĩa của pháp tượng trưng cái điểm này phải đặc biệt nhớ kỹ nếu như không hiểu pháp tượng trưng mà chỉ dùng loại hình thức này để cúng dường thì lợi ích đạt được là rất nhỏ nhoi không thể chuyển nổi nghiệp lực nhất định phải hiểu được ý nghĩa của pháp tượng trưng hay nói cách khác hình tượng phật bồ tát và tất cả đồ vật cúng dường đều là từng giây từng phút đề cao sự cảnh giác của mình đức hạnh của bản thân bạn không ngừng nâng cao lên thì bạn có thể được tự tại tự tại giống như phật bồ tát vậy cần dùng thân gì được độ thì họ liền hiện thân ấy hay nói cách khác đem nghiệp lực của mình chuyển đổi thành nguyện lực ý nghĩa quan trọng nhất của đoàn kinh văn này là ở chỗ này nguyện lực thọ thân thì tự tại còn nghiệp lực thọ thân thì không tự tại cho nên phương pháp này là dạy chúng ta chuyển nghiệp lực thành nguyện lực cúng hoa chúng ta nhìn thấy hoa liền nghĩ đến phải tu nhân là hoa nhân của lục độ vạn hạnh đặc biệt những gì mà trong kinh hoa nghiêm hiển thị trên kinh điển nói với chúng ta bạn xem trên kinh hoa nghiêm nói bất kỳ người nào bất luận họ sống đời sống như thế nào họ là thân phận gì họ làm việc trong ngành nghề nào cũng đều không có ảnh hưởng đều có thể tu hạnh bồ tát hạnh bồ tát là gì chính là đời sống của họ chính là công việc trong ngành nghề của họ chính là sự xã giao thường ngày của họ làm sao biến những sự việc này thành hạnh Bồ Tát vậy? Biến thành lục độ dạng hạnh gì? Mấu chốt là ở tâm Bồ đề. Tâm Bồ đề là tâm giác ngộ. Chân thật giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ thực tướng các pháp. Trong kinh Bát Nhã nói ba tâm không thể được các pháp không có gì sở hữu được đây là giác ngộ chân chánh tâm hạnh của bạn tương ưng với tự tánh cũng chính là tương ưng với thực tướng tất cả các pháp thế thì làm sao bạn không tự tại được chứ từ sau khi thật sự giác ngộ rồi mới biết tận hư không khắp pháp giới là chính mình bạn mới thật sự hiểu ra và tự nhiên sẽ sanh khởi lên tâm yêu thương đích thực đối với tất cả người sự vật trong tận hư không khắp pháp giới tâm yêu thương này trong phật pháp gọi là đại từ đại bi vô duyên đại từ đồng thể đại bi tận hư không khắp pháp giới cùng thể với mình thể này là gì thể là chân tâm chân tâm chính là chân như chính là mổn tánh ở trong kinh điển phật nói rất nhiều danh tướng nhưng đều là nói đến một sự việc thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là từ chân tâm này biến hiện ra cho nên tình với vô tình là cùng một thể chư phật như lai nhìn thấy chúng sanh thọ khổ Thật sự là như chính mình đang thọ khổ vậy Nhìn thấy chúng sanh được vui Thật sự là như chính mình được vui Chúng sanh với mình là một thể Đây mới là giác ngộ chân thật Chúng sanh Đặc biệt là chúng sanh trong lục đạo rất khổ Chỉ đã mê mất tự tánh rồi mê mất tự tánh nhưng tự tánh vẫn khởi tác dụng chứ không phải không khởi tác dụng nếu như không khởi tác dụng thế thì không gọi là chân tánh nó vẫn là đang khởi tác dụng tuy là khởi tác dụng bởi vì mê mất tự tánh họ vô tình bị nghiệp lực thao túng nên đời sống của họ liền khổ ngay chúng sanh đã giác ngộ rồi liền gọi là phật bồ tát là người đã giác ngộ thanh văn duyên giác cũng giác ngộ nhưng giác ngộ chưa đủ triệt để chưa đủ viên mãn nhưng họ đã có thể thoát khỏi sự khống chế của nghiệp lực rồi Phật nói ở trên kinh Thanh văn duyên giác ở trong Tam đức họ được giải thoát Là giải thoát mới một nửa chứ chưa phải viên mãn, vì sao vậy? Pháp thân Bát nhã chưa có chứng được ở trong tam đức mật tạng chỉ chứng được một nửa giải thoát họ xã thân thọ thân cũng tương đối tự tại rồi từ đó cho thấy toàn bộ nền giáo dục phật pháp mấu chốt là ở giác ngộ sau khi giác ngộ chúng ta liền được tự tại là có thể tùy ý hóa thân không chỉ là chuyển thân nữ thành thân nam ý nghĩa của đồ cúng bằng hoa khai thị cho chúng ta nhiều như vậy pháp tượng trưng của hương là tính tâm Hương tượng trưng cho tính hương Là nhất định không có nghi hoặc Sanh lên lòng tin Thanh tịnh, kiên định Đối với lời giáo huấn của Phật Bồ Tát Hương lại tượng trưng có giới định trong tán hương của chúng ta thường xướng là giới định chân hương, hương cũng tượng trưng cho ngũ phần pháp thân hương. Có thể thấy nó đều có tính tượng trưng. Chúng ta mới có thể đạt được lợi ích chân thật. Đây là điểm không thể không biết. Đồ ăn đồ uống y phục cúng dường là biểu thị lòng tôn kính của chúng ta chúng ta cần phải ăn uống chúng ta dùng đồ ăn đồ uống cúng dường phật bồ tát thật ra phật bồ tát cũng không cần chúng ta cần có y phục chúng ta dùng y phục cúng dường phật bồ tát dùng y phục cúng dường phật bồ tát ở trong chùa chiền cũng có chúng ta nhìn thấy có một số tượng đắp hình phật bồ tát trong chùa chiền có người cúng dường y giống như áo khoác vậy khi khoác lên thân đó chính là cúng dường y cúng dường những đồ cúng này đều có kinh điển làm y cứ Cúng dường đồ ăn, đồ uống là rất bình thường Cúng trước Phật Đây là cúng dường đồ ăn, đồ uống Gấm lụa, tràng phan Là những đồ trang sức Chính là dùng Những đồ bằng tơ lụa Cúng dường Phật Bồ Tát để trang nghiêm đạo tràng. Chúng ta hiện nay gọi là văn đèn kết hoa. Bạn xem quốc khánh Singapore sắp đến rồi. Trên mỗi con đường đều có văn đèn kết hoa. Chính là mang ý nghĩa này. Tràng phan đây là vật thường thấy nhất ở trong đồ cúng dường trong trang 35 của chú giải hàng thứ năm trong chú giải các vị bắt đầu xem từ trong đó đây là pháp sư thanh liên cung cấp cho chúng ta một chút tham khảo phàm tạo Phan pháp Tạo phan là cùng một ý nghĩa với đạo tràng Nói phan thì có liên đới với tràng ở trong đó Thiết bất khả an Phật Bồ Tát tượng cập danh hiệu đẳng Phan thị cúng cụ Cúng ư sợ cúng Như hà phục dĩ tượng danh vi chi Hy vọng chúng ta phải nhớ kỹ điểm này Hiện nay rất nhiều người không biết Cúng phan Trên phan viết danh hiệu Phật Bồ Tát Làm sao có thể dùng Phật Bồ Tát Đi cúng dường Phật Bồ Tát được chứ Chúng ta là cúng Phật A-di-đà Trên phan lại viết Nam Mô A-di-đà Phật Dùng A-di-đà Phật đi cúng dường A-di-đà Phật Cái gì thử nghĩ xem Có như Pháp hay không Chỗ này dạy là chính xác Trên tràng phan còn có gì nữa Dùng hình Phật Trên đó theo hình Phật Lại đi cúng dường Phật Bồ Tát Là hoàn toàn sai rồi Đây là điểm mà rất nhiều người Không có chú ý đến Ngày nay Phật Pháp suy rồi Tuy Phật giáo giống như là rất hưng dượng Nhưng chúng sanh vẫn tạo những nghiệp này Vẫn thọ những khổ báo này là do trong cách cúng dường của chúng ta sai rồi có khi còn phạm sai lầm lớn hơn nữa chúng tôi nhìn thấy có pháp sư đại pháp sư đắp tổ y màu đỏ lên người trên tổ y còn thêu hình phật cái này không được phép tất cả chư Phật đều biến thành y phục của bạn rồi. Ngay cả tràng phan còn bị lỗi lầm mà lại đem hình ảnh Phật Bồ Tát mặc lên trên người, vậy thì không được rồi. Xin nói trở lại, chúng ta ngày nay đem danh hiệu Phật in trên y phục của chúng ta. Có được hay không? Được Tại vì sao được? Đây là chúng ta vì độ hóa chúng sanh Là hy vọng tất cả chúng sanh Vừa qua căng tay Dính diễn thành hạt giống đạo Dụng ý của chúng ta là ở chỗ này Nếu như Bạn đem hình ảnh Phật Bồ Tát theo lên y phục mặc đi trên đường để độ chúng sanh thì được là được phép vấn đề là xem dụng ý của bạn là gì nếu tâm của bạn dùng là thiện là chân thành thì có vô lượng công đức nếu như cái tâm này không phải là vì lợi ích chúng sanh không phải vì tuyên truyền phật pháp thế thì bạn tạo tội nghiệp rồi Thế nhưng tràng phan là ở đạo tràng Trong đạo tràng cúng dường có tượng Phật Vậy là không nên Là chuyện không nên Nếu như tràng phan Treo ở trên cột cờ Thì được Vì sao vậy? Để cho đại chúng bên ngoài nhìn thấy Có rất nhiều người không tin Phật Để cho họ nhìn thấy trên tràng phan Có danh hiệu Phật hoặc giả có đề kinh của kinh vậy thì tốt đây là gì mục đích của chúng ta chẳng qua là khiến tất cả chúng sanh có duyên tiếp xúc tam bảo đều ở chỗ dụng ý cho nên quan hệ của dụng ý là rất lớn hiện nay chúng ta thấy quan tòa phán xử trước tiên phải hỏi động cơ của bạn nếu như động cơ là lương thiện thì dù làm sai cũng có thể tha thứ được nếu động cơ là bất thiện thì dù có làm việc tốt bạn cũng có tội lỗi có thể thấy quan hệ của động cơ là vô cùng lớn chỗ này nói tận tâm tận tâm chính là nói động cơ trước đây có một số quà thượng kể cho chúng tôi câu chuyện có lẽ chuyện này cũng là thật sự có như vậy kể là có một người xuất gia nhìn thấy một pho tượng phật thờ ở ngoài trời lúc này là trời rất nắng sau khi ông nhìn thấy thì rất khó chịu phật ở chỗ này bị phơi nắng không có gì che mà mình cũng vô phương trong người chẳng có gì cả suy nghĩ thấy dưới chân có mang một đôi giày cỏ liền nghĩ ta đem đôi giày cỏ này cúng phật liền đem đôi giày cỏ che lên đỉnh đầu của đức phật để ngài không bị nắng còn mình thì đi chân trần Tâm tốt. Ông được thiện báo. Sau khi ông đi rồi, vì sao không bao lâu lại có một người xuất gia đi ngang qua chỗ này, nhìn thấy trên đỉnh đầu Phật có đôi giày cỏ, liền tự hỏi người nào tạo tội nghiệp này vậy. Vội vàng lấy đôi giày đó xuống, và lau chùi đỉnh đầu Phật. Rất là sạch sẽ. Hai người đều là tâm tốt Hai người đều là tâm cung kính Đều được phước báo Vì sao vậy? Do động cơ đều là rất tốt Cho nên chúng ta phải biết Hành thiện Bằng một tâm thiện chân thành Nên việc họ làm Đều không có lỗi lầm Phải hiểu được ý nghĩa này Tràng phan ở trong đại điện Phật đường Tốt nhất không được dùng Hình ảnh Phật Bồ Tát Không dùng danh hiệu Phật Tốt nhất là dùng cái gì? Hiện nay chúng ta dùng cái này là tốt Học vi nhân sư hành vi thế phạm Dùng cái này để in trên tràng phan Chúng ta dùng cái này để cúng dường là tốt Hiện nay thật sự tông chỉ của chúng ta Phương hướng của chúng ta Mục tiêu mà bản thân chúng ta tu học Là dùng Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi Nhìn thấu buông xả tùy duyên niệm Phật nếu như dùng cái này viết lên tràng phan là tốt Chúng ta dùng cái này để cúng Phật cách cúng Phật này trong Phật pháp gọi là cúng dường pháp. Điều thứ nhất trong cúng dường pháp là cúng dường y giáo tu hành. Trong đồ vật cúng dường của chúng ta, từng giây từng phút nhắc nhở chúng ta cúng dường y giáo tu hành. Vậy là chính xác, là đáng để chúng ta để sướng. nhưng hiện nay thông thường đều là dùng danh hiệu phật bồ tát có ai nghĩ đến đạo lý này đâu đây là đặc biệt nêu ra hy vọng mọi người chú ý đến vấn đề này tiền bạc vật báo đây là xã tài Xả tài là gì? Xả lòng tham Biểu thị xả lòng tham cúng dường Bởi vì tiền bạc vật báo Là hầu hết mọi người đều xem rất nặng Sau cùng chú giải này của Ngài là Có thể xả mạng tài Mà tâm chẳng tiếc núi Bên trong dập tắt sang tham Thì được phước vô lượng những lời này tứ chúng đồng tu chúng ta xem thấy trong kinh điển rất nhiều cũng nghe thấy rất nhiều mà không có ai tin tại vì sao không tin chưa có nhìn thấy Không có chứng cứ Tuy đọc kinh Tuy nghe kinh Hiểu được sự việc này Tự mình cũng tu Tu phước Nhưng xã tài bao giờ cũng chỉ xả có một chút xíu mà thôi Ta có một dạng đồng Xả một đồng là được rồi Làm việc tốt Cho nên phước họ được là Rất hữu hạn họ không thể xả hoàn toàn thế gian này người giàu có thí xả không bằng người nghèo người nghèo đằng nào cũng có bấy nhiêu đó thôi không có cũng bấy nhiêu vẫn phải chịu đời sống khổ cực suốt ngày như vậy nên thường thường họ có thể xả được xả hết phần lớn trong số tài sản của họ Phật có kể với chúng ta Một câu chuyện công án Ở trong kinh điển Là ăn xin Đây là người ăn xin Ở ngoài đường Người ta cho anh một đồng xu Là hán bích chi Phật nhìn thấy rồi Không có phước Thọ khổ báo bần cùng Do nhiều đời nhiều kiếp Trong quá khứ không tu phước Nên tạo cơ hội cho anh ấy gieo phước gieo phước như thế nào Xin tiền của anh ấy xin được Người ta bố thí cho anh Đồng xu đó là của anh Anh đem ra cúng dường cho tôi Anh sẽ được phước Người ăn xin nghe xong thì thế nào Nghĩ bình khổ Nghe nói cúng dường A-la-hán-bích-chi-phật à Thì phước báo rất lớn anh ta liền đem đồng xu đó cúng dường cho ngài một đồng xu đó là toàn bộ tài sản của anh ấy anh ấy chỉ có chừng đó tiền cúng dường toàn bộ rồi và được quả báo không thể nghĩ bà mấy mươi kiếp không thọ khổ báo bần cùng đây là chứng tỏ bố thí là tận tâm bố thí, tận lực bố thí thì phước báo là cứu cánh viên mãn. Chuyện Phật độ những người bần cùng, thấp hèn xin ăn là rất nhiều. những người này không bao lâu sau khi mạng chung được sanh thiên. Người thế gian chúng ta không có nhìn thấy họ sanh thiên, không có nhìn thấy họ ở trên trời hưởng phước. Sau khi bố thí không được bao lâu thì họ chết rồi. Người thế gian nhìn thấy là hiện tượng này. Cho nên không thể sanh được niềm tin. tuy chúng ta không có nhìn thấy nhưng chúng ta hiểu rõ đạo lý này khẳng định là mạng sống nhất định không phải chỉ một đời này chúng ta có đời quá khứ chúng ta còn có đời vị lai thật sự có thể tin có đời sau thì đối với những xử lý mà phật nói trên kinh này bạn có thể tin được là có đời sau Đời này khổ một chút cũng không có sao cả Đây là do đời quá khứ không có tu nhân thiện Đời này phải cố gắng tu Thì đời sau được quả báo thù thắng nhất Quả báo của tận tâm bố thí này là Không thể nghĩ bàn chúng ta cúng dường một vị phật một vị bồ tát là rất khó không tìm thấy chỉ có thể cúng dường hình tượng phật bồ tát nếu thế gian có phật thật có bồ tát thật vậy thì phước cúng dường đó sẽ rất lớn Phật thật, Bồ Tát thật ở đâu vậy? Người tu hành chân thật Nhưng là đã nảy sinh ra vấn đề rồi Người tu hành chân thật Đời sống đều vô cùng thanh bần khổ cực Bằng cúng dường họ, họ không tiếp nhận Họ không cần từ đó cho thấy ruộng phước là rất khó tìm bạn muốn gieo phước ruộng phước ở đâu thật sự là tương đối không dễ ruộng phước chân thật là đạo tràng tu hành chân thật chúng ta đến đạo tràng này gieo ruộng phước Trong đạo tràng này thiếu cái gì Thì chúng ta cúng dường cái đó Nếu như chúng trụ ở đó quá đông Cần phải mở rộng chỗ ở Chúng ta cúng dường chỗ ở Bạn ở bên cạnh Cố gắng quan sát Cúng dường nhiều thêm Khi thấy họ tu hành Không có thói chuyển Đây mới chân thật là ruộng phước Phước cúng dường này Là vô lượng vô biên Phước báo của một ngày cúng dường Còn không thể nghĩ bạc Huống hồ hằng ngày không thối chuyển Phước này bao lớn vậy Ngày nay đạo tràng cư sĩ lâm ở singapore là đạo tràng do cư sĩ xây dựng nên những vị cư sĩ này thông tông thông giáo hộ trì chánh pháp không những hộ trì còn chủ trì chánh pháp Xây dựng niệm Phật đường Để dành cho đồng tu niệm Phật Trên toàn thế giới Đến nơi đây Để tinh tấn niệm Phật Mỗi ngày 24 giờ không gián đoạn Người niệm Phật chân thật Phát tâm đến đạo tràng này để niệm một ngày một đêm. Đó đều là nhân thiện thành Phật. Tương lai của bạn. Là điều kiện quan trọng thành Phật trong tương lai của bạn. Bạn có thể phát tâm hàng ngày ở nơi này niệm Phật thì công đức này không thể tưởng tượng. cho nên đạo tràng này không phải đạo tràng thông thường mọi người đến nơi đây là để làm phật nên việc cúng dường đối với đạo tràng này phước đức ngoài phật ra không ai có thể nói được là công đức chân thật cái lý và sự này chúng ta đều phải biết phải hiểu rõ thấu triệt hy vọng đạo tràng giống như thế này cũng có thể được xây dựng ở các khu vực quốc gia khác việc xây dựng đạo tràng này tất nhiên sẽ cảm được chư phật hộ niệm long thiên thiện thần bảo vệ hộ trì lợi ích công đức trước mắt thì không thể nghĩ bạc người cúng dường được phước báo lớn người tu hành được thiện lợi lớn cho nên cúng dường phải như pháp bố thí cúng dường đều phải như pháp đoạn này dưới đây đây là nói quả báo của họ chuyển quả báo chuyển quả báo chúng ta ở chỗ này có thể xem nó thành có cầu ác ứng nghiệp báo không có chuyện không thể thay đổi hai câu nói phía trước trong chú giải vô cùng quan trọng việc chuyển báo khó chỉ cần tinh thành tám chữ này quan trọng nếu như bạn thật sự làm được đến mức tinh thành thì chuyển báo sẽ không khó người thiện nữ mãn một thân nữ hiện tại thời đến trăm nghìn muôn kiếp còn không sanh vào cõi nước có người nữ huống hồ là thọ thân nữ thế giới không có người nữ trong chú giải cũng nói tức là chỉ tây phương cực lạc thế giới tây phương cực lạc không có thân nữ sanh về thế giới tây phương cực lạc thì thân tướng là hoàn toàn giống như a di đà phật vậy cho nên chúng ta hiện nay thờ tây phương Tâm thánh chúng ta thấy đều thờ hình tượng a di đà phật thờ ba tôn tượng chính là a di đà phật bên này là quan thế âm bồ tát bên kia là bồ tát đại thế chí tại vì sao đều giống nhau vậy thế giới tây phương cực lạc thật sự là giống nhau cách thờ này của đạo tràng chúng ta là hoàn toàn phù hợp với những gì trên kinh nói Là hoàn toàn giống nhau Tướng chúng ta giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc Cũng giống như a di Đà Phật vậy Thần có vô lượng tướng Tướng có vô lượng vẻ đẹp Không phải 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Niệm Phật đường của chúng ta Tất cả tượng thờ thấy đều như nhau, đó là gì? Liên trì hải hội. Trong những tượng đó chỉ có một tôn tượng là A Di Đà Phật, còn lại là tượng của mọi người chúng ta. Tượng của chúng ta đều giống như A Di Đà Phật vậy. Khiến cho chúng ta ở trong niệm Phật đường có loại cảm xúc sâu đậm này. đây chính là chuyển thân nghiệp báo của mình thành thân tướng thù thắng nhất của như lai xem tiếp kinh văn dưới đây trừ phi từ nguyện lực cố yếu thọ nữ thân độ thoát chúng sanh Đây là Muốn dùng thân nữ Để độ chúng sanh Thì cũng có thể thỏa nguyện tùy ý Ở trong chú giải Chú rất hay Ma già phu nhân Đây là mẫu thân của Thích Ca Mâu Ni Phật Cũng là Chư Phật Tái Lai chứ không phải là người thông thường cần dùng thân người nữ mà được độ ngài liền hiện thân người nữ nguyện của ngài không giống như nguyện của người khác nguyện của ma gia phu nhân là dính diễn làm mẹ của nghìn vị Phật ngài phát cái nguyện này phát nguyện làm mẹ của phật bạn xem dưới đây chú dạy rất hay đó là pháp môn thuận ái độ chúng sanh tình ái của chúng sanh rất sâu thuận theo tình ái của bạn để độ bạn đây là đồng sự nhiếp ở trong tứ nhiếp pháp phật và pháp thân đại sĩ họ có năng lực này thật sự làm đến được hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức bên dưới lại nêu ra thí dụ bà tu mật đa nữ trong kinh hoa nghiêm ở trong tứ thập hoa nghiêm gọi là phạt tô mật đa nữ đây là dịch âm khác nhau thân phận bà tu mật đa thể hiện là gì trong xã hội hiện nay của chúng ta gọi là thân phận kỹ nữ ngài thể hiện là thân phận kỹ nữ rộng độ chúng sanh hễ người nào tiếp xúc với ngài đều được ngài độ thoát cả cho nên bạn nói có pháp nào không phải là phật pháp có thân phận nào không phải là Bồ Tát Bồ Tát ngành nghề nào họ cũng hóa thân vào Già Và trẻ nam nữ các ngành các nghề Đều có Bồ Tát ở trong đó Đều có Phật ở trong đó Phàm phu chúng ta không biết sau cùng ngài kết luận là và dùng từ ái tam muội ở trên hiện tướng và tác dụng là từ ái ở bên trong thì thanh tịnh vô nhiễm Là giống như lời trong tông môn nói Bước qua rừng hoa mà thân không chạm lá Tâm địa họ thanh tịnh bình đẳng giác Thì hiện bên ngoài là từ ái Đây gọi là từ ái tam muội Ngài dùng nguyện lực này Thị hiện thân nữ Phía dưới nói trước dùng dục dẫn dắt Sao khiến cho giàu trí Phật Họ trong đó có phải có tham ái hay không? Không có Ngài là độ một số chúng sanh tình chấp sâu nặng này Giúp họ thành Phật Giúp họ lìa bỏ tham sân si Giúp họ giác ngộ Ngài có định công Ngài có trí huệ Ngài có phương tiện thiện xảo nếu như bạn định công trí huệ phương tiện chưa đến trình độ này mà học theo các ngài vậy được rồi nhất định sẽ vào địa ngục đây là công phu chưa đến thì tuyệt đối không được phép học theo cho nên tứ nhiếp pháp của bồ tát tôi thường hay khuyên các đồng tu có thể học ba loại phía trước còn loại phía sau này phải xem lại năng lực của chính mình sau cùng là đồng sự phía trước là bố thí ái ngữ lợi hành cái này không có sao cả không có tác dụng phụ gì điều sau cùng này nhất định phải xem trí huệ định lực của chính mình mới được không được phép tùy tiện học theo thừa tư cúng dường địa tạng lực cố cặp công đức lực bách thiên vạn kiếp bất thọ nữ thân ở trong cúng dường tuy nói sự nói sự bạn nhất định phải rõ lý nói lý bạn nhất định phải hiểu sự thì bạn mới có thể có được lợi ích chân thật tuyệt đối không được lệch gì một bên lệch gì một bên đều là sai lầm bạn hoàn toàn làm lệch lạc ý của phật rồi trước đây lão cư sĩ lý bĩnh nam dạy chúng tôi giảng kinh chính ngài thường nói kinh nói về sự rất khó giảng Thí dụ những kinh nào vậy? Kinh Địa Tạng, Kinh A Di Đà. Toàn là nói sự. Nói ra những sự việc này, bạn có thể khiến cho người ta tin hay không? Cho nên giảng những kinh này rất khó, rất khó. Kinh gì dễ giảng nhất? Kinh Kim Cang là dễ giảng nhất. Nói lý, nói đến đâu bạn gật đầu đến đó, bạn không thể không tin. Kinh nói lý dễ giảng nhất. Kinh Lăng Nghiêm thì dễ giảng Kinh nói về sự rất khó giảng Cho nên nói sự nhất định phải nói lý cho thấu triệt Thì sự người ta mới có thể tin Kinh nói lý nhất định phải nói sự cho rõ ràng Thì lý này mới áp dụng vào trong sự được Mới có thể được thọ dụng Nếu không thì sẽ trở thành nói chuyện huyền ảo rồi Tuy là lý nói rất hay mà trên sự không làm được cúng dường địa tạng nhất định phải hiểu lý luận của cúng dường pháp tu cúng dường chân thật từ trong sự hiển lý chúng ta biết sự tướng đều là pháp tượng trưng xử lý ở trong đây nếu như hoàn toàn làm rõ ràng rồi đến lúc đó thì cái gì là cúng dường phía trước nói tận tâm cúng dường tận tâm đến mức độ nào toàn bộ thân tâm đều cúng dường công đức đó đương nhiên là không thể nghĩ bà toàn bộ thân tâm đều cúng dường lời này nói thế nào tức là phật ở trên kinh thường nói thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết Thân thể này của chúng ta Đời này kiếp này Biểu diễn cho đại chúng xã hội xem Khiến cho đại chúng xã hội Thấy rồi giác ngộ Vì chẳng phải bạn toàn thân đều cúng dường rồi sao Ở trong đời sống Từng ly từng tí Đều làm tấm gương tốt Cho tất cả chúng sanh hiển thị sự chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi của mình một cách viên mãn nhằm giáo hóa chúng sanh ở trên sự dạy người nhìn thấu muôn xã tự tại tùy duyên đây chính là cúng dường địa tạng là biểu thị cho cái gì địa tạng là biểu thị cho hiếu thảo cha mẹ tôn trọng thầy tổ áp dụng vào trong nền tảng của đạo hiếu áp dụng vào trong sư đạo bạn là chân thật tận tâm cúng dường bồ tát địa tạng rồi Cho nên các vị phải biết Nếu chỉ có những hình thức cúng dường Hương, hoa Đồ ăn, đồ uống, y phục này Mà không hiểu ý nghĩa Ở chính mình vẫn là tham sân si mạng Vẫn là thị phi nhân ngã Thì cách cúng dường này là mê tín rồi Cách cúng dường này làm gì có công đức để nói chứ cho nên cúng dường từ trên sự tướng chúng ta đạt đến tận tâm cúng dường cái sự này là biểu thị cho tâm đây là cúng dường chân thật ở trong hạnh nguyện phổ hiền nói cúng dường pháp cúng dường pháp đã nói bảy câu ở trong cúng dường pháp quan trọng nhất là cúng dường y giáo tu hành hay nói cách khác những gì phật ở trên kinh dạy chúng ta làm chúng ta đều làm được rồi phật dạy chúng ta làm thì chúng ta làm phật dạy chúng ta không được phép làm thì chúng ta tuyệt đối không làm kinh điển là giống như kịch bản vậy tứ chúng đầy tử chúng ta là giống như diễn viên vậy nhất định phải dựa theo kịch bản này mà biểu diễn làm cho chúng sanh mê hoặc trong lục đạo giác ngộ mục đích chúng ta biểu diễn là giúp cho họ giác ngộ cho nên phải diễn giống như thật vậy đem kịch bản này biểu diễn toàn bộ ra hay nói cách khác tất cả kinh điển chính là đời sống của chúng ta chính là tư tưởng của chúng ta chính là kiến giải của chúng ta chính là hành vi của chúng ta vậy thì gọi là tận tâm cúng dường bạn có thể làm được rồi nói lời thành thật bạn đã thành phật rồi kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện bạn hoàn toàn làm được rồi thì bạn chính là bồ tát địa tạng kinh vô lượng thọ bạn thấy đều làm được rồi thì bạn chính là phật vô lượng thọ không làm không được nhất định phải chăm chỉ nỗ lực mà làm vậy mới gọi là nương nơi phước cúng dường địa tạng bồ tát và sức công đức đó sức công đức là thiện tâm nguyện tâm của bạn vĩnh viễn không dứt như vậy mới có thể thành tựu quả đức thù thắng viên mãn